Alo, Bello Cello. Ngày hôm nay là một cái bài viết để so sánh cho mọi người có sự chọn lựa. Bên tay phải mình là cái loa bass China, càng China, cũng có mặt công suất đó như thế, nhưng mà cái loa bên tay trái này là bass Việt Nam và càng Việt Nam. Vậy thì cái loa nào nó ok hơn? Cái mặt công suất vẫn như vậy, vẫn là 150W. Loa China theo như lý thuyết đó, thì nó dùng côn lỡ, tiếng nó là nó hơi ngon lành hơn xíu ha. Mà không phải là ngon lành hơn xíu đâu, ngon lành hơn cả đoạn luôn đó, giá thành nó hoàn toàn khác mà. Rồi bass Việt Nam thì cái dây cái côn nó côn 51, còn cái này là côn 51.25 .15 hay .25 gì đó quên mất rồi. Tại vì sao không có cái số chênh lệch như vậy? Đơn giản cái côn của thằng Trung Quốc cái quấn cái dây to hơn nên sẽ có cái số chênh lệch như vậy, cái vòng dài nó ít hơn nữa. Tiếng thằng China ra rất là sáng nè, đồng thằng này quấn đồng xịn luôn, cái màu gần như là đỏ nâu đỏ, còn thằng này là màu quấn dây đồng màu nâu. Bây giờ mình sẽ mở thử, mở cái con Việt Nam này trước nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Machina càng Gina cái tiếng nó sáng hơn, tiếng trép ra bén hơn. Mà thằng này tiếng nó ra kiểu như đục đục vậy, cái thằng bass Việt Nam đó. Đơn giản là với lại một phần nữa là do cái loa, cái bằng bass của thằng China nó rất là nhạy, nó siêu nhạy luôn, ra tiếng rất là sáng, nó ra đầy đủ tiếng. Còn thằng máy này thì hạn chế hơn, cùng một mức volume như nhau, mặt công suất như nhau, volume trong điện thoại như nhau luôn, nhưng mà thằng này là ra tiếng nó kiểu như là yếu điệu thục nữ hơn. Còn thằng China nó ra tiếng thôi khỏi phải nói luôn, nó đập rung nhà luôn. Em mở lại cho mọi người nghe thử. Càng thì hơn có mấy chục ngàn, cái càng hơn khoảng 50 ngàn này. Ok, chào mọi người.